mất bóng nguy hiểm, sút bóng từ xa. Cắt từ trên, không thể chuyển sang được, cú bơm bắc lên rất nhanh. Hoàng Kệ, Hoàng Kệ được chuyển vào khu vực giữa sân chống trải, chân trượt, cú đánh rất khoai, lên bóng cho các cầu thủ Music, sút xa. Music đang rất cố gắng. Văn Anh, trọng tài đã cắt còi, hãy cùng chờ một pha quay chậm. Quả phạt đền được dành cho các cầu thủ phía Music rất rõ ràng. Số 28 chút bóng rất hiểm hóc. Nguyễn Hưng là người đã giúp cho các cầu thủ bên phía Music vượt lên, không phải, đó là số 69 Phan Hiệp, người được tung vào sân trong hiệp 2. Trong đoạn cuối hiệp 1, cú đá gọn gàng của Phan Hiệp đi chìm, không có cơ hội nào cho thủ thành bên phía Intech cả. Cầu thủ bên phía Music tung tập để làm cắt vào trong, sút xa. Chào các bạn, tỷ số chung cuộc là Music thua Intech 1-3. Như các bạn cũng có theo dõi trận đấu thì hiệp 1 thì với sự nỗ lực rất là lớn của anh em, tuy rằng hôm nay thiếu vắng rất là nhiều vị trí, đặc biệt là những cầu thủ chơi ở giữa sân, thì các cầu thủ Music chúng tôi hiệp 1 cũng đã có một thế trận có thể là gọi là chấp nhận được với tỷ số hòa 0-0. Với thời tiết tương đối nắng và oi bức của những cái buổi giao mùa của Hà Nội. Hiệp 2 thì mọi sự đã khác hẳn vì phía Intech họ vẫn giữ được cái bộ khung rất là tốt, với những cầu thủ như là Tú Hermes hay là Quý Chớp đều là những cầu thủ rất là có tiếng trong sân chơi phong trào 11 Hà Nội. Đặc biệt là những tình huống ở cánh như các bạn có thể xem thì là Tú Hermes của bên Intech họ khoan rất là tốt, và cái cánh của thầy An Hiếu và trung vệ Quốc Khánh của bên tôi. Nhưng mà rõ ràng là về tuổi tác thì rất là khó để nói về một sân chơi như này, bởi vì những thầy Khánh hay là thầy Hiếu thì đều là những anh có tuổi rồi, nên là tham gia sân chơi thì Tú hơi mệt, làm hai thầy hơi mệt, rất là vui vẻ thôi, nên là cũng không thể đòi hỏi gì nhiều. Tuy rằng có bàn thắng mở tỷ số sớm từ chấm phạt đền của Phan Hiệp, nhưng mà cuối cùng thì cũng không giữ được thành quả và kết thúc cái chuỗi bất bại khá là dài. Có một chút buồn nhưng dù sao thì cũng phải chấp nhận cuộc chơi, bởi vì trong tháng 9 này chúng tôi sẽ có một trận đấu nữa, trận cuối tuần này đối với Thành Vinh Nghệ An, và hy vọng là sẽ có một kết quả tốt hơn để khép lại một tháng 9 có thể nói là thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chúng tôi trên fanpage Music Football Club và Kết Nối Bóng Đá, với sự đồng hành của C4 Studio, Hasco, Mizuno, Kamito, Venesto, Nguyên Decor. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.